Thưa quý vị, chiến hạm Canada băng qua Trường Sa giữa lúc căng thẳng với Bắc Kinh. Chiến hạm HMCS Calgary của Hải quân Canada vừa băng qua Biển Đông trong khu vực quần đảo Hoàng Sa khi đi từ Brunei đến Việt Nam. Chiếc Calgary thực hiện hải trình trên từ ngày thứ Hai 29 tháng 3 sang qua thứ Ba ngày hôm sau. Giới chức quốc phòng Canada cho biết phía Trung Quốc cho tàu bám sát theo chiến hạm Hoàng gia. Hiện nay, Ottawa và Bắc Kinh hiện đang căng thẳng về vấn đề bà Mạn Văn Chu, giám đốc tài chính công ty Huawei bị chính phủ Canada bắt tại Vancouver vào tháng 12/2018, theo yêu cầu của phía Hoa Kỳ. Vào năm 2019, trong vòng chưa đầy 3 tháng, thì hai chiến hạm của Canada, Regina và Ottawa, đi vào Biển Đông qua eo biển Đài Loan. Giải thích việc đi qua eo biển Đài Loan của chiến hạm Ottawa, Canada tuyên bố đây là hành động thể hiện sự ủng hộ với các quốc gia thân hữu và đồng minh thân cận, cũng như tình hình an ninh khu vực và trật tự thế giới trong khuôn khổ luật pháp.